Chào mừng tất cả mọi người đã đến với chương trình Vi Hành Cùng Sao. Chương trình Vi Hành Cùng Sao sẽ là nơi mà chúng ta sẽ cùng dẫn nhau đi review những quán ăn này, những món ăn độc và lạ và đặc biệt là cực kỳ hot trên cộng đồng mạng nha. Và đồng hành cùng Việt Thi và Winner ngày hôm nay đó chính là anh Cameraman. Da. Và đặc biệt hơn nữa, hôm nay không chỉ có một chiếc GoPro đâu mà chúng ta có tới hai chiếc GoPro luôn. Đó là anh Cameraman được nghỉ ngơi. GoPro. GoPro hôm nay của anh dài quá. Anh thôi đi. Và chúng ta sẽ đi làm bánh gato. Làm bánh gato là bánh gì? Bánh gato là cái bánh sinh nhật, bánh kem á. Sinh nhật anh đạo diễn. Okay. Nên là chúng ta sẽ đi cùng nhau thử sức mình làm một cái bánh gato, xem là mình có thể hoàn thiện được một cái bánh gato hoàn chỉnh không. Đối với em là em không làm được rồi đó. Anh biết mà nên anh mới đi với em chứ. Anh là một người đầu bếp mà gọi là 5 sao mà. Nhưng mà địa chỉ là sao ấy? Ở đây địa chỉ là số 738 Sư Vạn Hạnh, quận 10. Và theo như Việt Thi biết đó, thì ở đây có tới tận 4 tầng lận. Mà tầng nào nó cũng sẽ có một cái riêng. Chẳng hạn như ở dưới tầng 1 là bánh trung thu này. Là mới vừa bước vào là mình sẽ tới tầng 1. Xong mà ở phía bên trong Việt Thi thấy là như là có gấp thú nữa. Làm bánh của anh là lầu mấy? Làm bánh của anh là lầu 2. Nhưng mà nếu mà bình thường anh nhớ là người ta gọi là lầu trệt xong rồi lên lầu 1 đúng không? Không, nó là lầu 1 xong rồi lên lầu 2. Nhưng mà ở đây nó là lầu 1 okay, xong lên lầu 2. Ok, hiểu luôn. Vẫn cứ là ok. Đi, let's go. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên em tới á, cho nên là trước tiên này mình nên hỏi cái tên quán đi. Bên mình là bánh tự làm. Là cái tên quán là bánh tự làm luôn. Tên là lẹ. Hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn hai bạn để làm bánh. Thế đây có phải là cái món mà ở đây mọi người hay làm nhất không? Đúng rồi, hiện tại khách bên em chọn cái này khá là nhiều. Ok. Đây cái này nam tính nhất mình có thể chọn cái này. Không, em thích cái màu hồng chị. Em thích cái màu hồng cơ. Ở đây màu hồng của em. Đó. Em thích màu gì? Em thích màu trắng. Trời ơi. Đây là video tổng kết toàn bộ các bước làm bánh của mình. Trước khi khách vào làm thì bên mình sẽ mở video cho khách xem trước các quá trình làm và sau đó là mình mới hướng dẫn từng bước sau. Nên bây giờ hai bạn có thể coi các bước trước làm bánh ha. Trên cho cái gì vàng vàng này. Đó giờ anh có làm bánh kem bao giờ chưa? Trời ơi, em quá coi thường anh. Anh đã giới thiệu với em là gì? Anh là cái gì? Một đầu bếp 5 sao. Nhưng mà cái đầu bếp này là anh chỉ làm mấy cái món mà đúng rồi, chứ mấy cái món kiểu này cũng gì thôi, nhưng mà chắc là cũng gì thôi, nhưng mà ý là chắc cũng vào tay anh thì cũng ra gì đấy, nhưng mà chưa thử làm. Gọi lại làm chưa? Chưa, tất nhiên là chưa. Gọi anh nghĩ sao em khéo tay để em làm nha chị. Chị cho em hỏi là không biết là giá cả của một cái bánh của mình nó như vậy là sẽ như thế nào? Một lần mình học ấy thì là như thế nào? Dạ đúng rồi. Thường là mình sẽ chọn bánh theo giá trên menu. Thì hiện tại menu của mình giá thấp nhất là từ 160 và cao nhất là 400.000. Và sẽ tùy vào loại bánh khác nhau. Rất là nhiều giá. Thì em có thể chọn bên đây và giá thành thì chị có in sẵn ở trên đây rồi. Thì các bánh của mình là bao gồm tất cả nguyên liệu và dụng cụ ở đây các em có thể toàn bộ sử dụng. Là mình sẽ không tính thêm phí gì khác nữa. Là không tính tiền công dạy các thứ nữa. Đúng rồi luôn. Hôm nay Việt Thi và Winner đã chọn một cái bánh màu hồng. Nhưng mà nó là 6 inch và chỉ có giá là 280. Thường thường nếu như mà Việt Thi mua bánh kem ở ngoài ấy, thì cũng đắt. Nhưng mà mỗi lần sinh nhật của các thành viên trong nhóm là ăn bánh mắm. Bánh kem mắm. Không thể chịu được. Thật sự, cho nên là sau này chắc chắn là tới sinh nhật ai mình có lòng anh mình ý nghĩa hơn. Đúng rồi. Việt Thi cảm thấy là giá cả rất hợp lý, không phải tính tiền công, không phải tính tiền chị. Đúng mà rồi. Ở đây còn có cả không gian rất là thoải mái, máy lạnh rảnh. Đúng lạnh rồi. Sướng luôn cả nhà. Đó. Khi mình ở nhà mình không có việc gì để làm ấy, mình cứ chạy ra đây mình làm cái bánh xong đi về ấy. Anh quá là khéo tay rồi. Nên hôm nay anh sẽ nhường lại cái cơ hội làm bánh đấy cho em. Còn anh sẽ ngồi làm nem. Làm nem. Làm kem. Làm kem để chúng ta bắt đầu ráp lại với nhau. Ok. Dạ. Vâng, hai bạn thưa chị sẽ dành cho hai bạn. Đây là nguyên liệu của mình. Đây là nước nguồn của mình. Các bạn bật lên. Khi các bạn muốn cho nguyên liệu thì các bạn bỏ chén lên và các bạn nhấn vào chén xong và bắt đầu cho nguyên liệu ở trong đây. Tất cả nguyên liệu của mình đều có ghi tên rõ ràng ở trên hết. Các bạn rất là dễ dàng như việc lấy. Trên iPad của mình sẽ hướng dẫn tất cả các bước cho các bạn. Đây, mình sẽ chấn cho các bạn cái. Nói chung là ở đây tất cả mọi thứ đều đã được định đoạt sẵn hết rồi mọi người. Đúng rồi. Bắt tay
tay vào và làm thôi. Có nghĩa là mình chọn cái bánh nào thì nó sẽ hiện ra cái nguyên liệu của bánh này. Bát chứa vào, ok. Dầu ô liu 30g. Oh my god, chết rồi, Việt Thi quá 30.5 rồi. Dạ, ok. Tiếp theo là bột làm bánh ngọt. Đây, mình bỏ lên vài quả nhắn về không nhé. À, nhắn về không, đúng rồi. À, ok, rồi, tiếp theo. Quá giỏi. Tiếp theo là bột cacao. Bột cacao của mình ở trên. À, à. 60g lòng đỏ trứng. Từ là khách đến đây là khoảng lần đầu tiên thì còn bối rối, nhưng lần thứ hai là bắt đầu là đã quen với các bước rồi. Dạ. Trên. Yeah. Trời ơi, nó 60 luôn nha. Rất là giỏi nha. Yeah. Tiếp theo là sữa bò tươi 40g. Chuyên nghiệp rồi, chuyên nghiệp rồi. Căng thẳng quá. Rồi, rồi, được rồi. Bạn rất là căng thẳng. Trời, 40,9. Dạ, xong. Xong. Đã xong phần nguyên liệu rồi. Trứng nè, dầu, về nhà sau này tết sinh nhật mẹ em sẽ cố gắng. Thôi đừng bày nữa, đúng rồi. Nhớ cái đặt đây nè, hút trên bao quá bàn dễ hơn cái này thôi nè, đường kép và làm trắng chín. Trời ơi, máy đẹp quá à. Mình đánh lòng trắng trứng nên mình sử dụng đầu phới này. Giờ 1 phút cho lòng trắng trứng vào. Đúng rồi. Dùng đầu phới trộn mình cầu với tốc độ 8. Bạn nhấn phút chứ đi ạ. À, để rồi nó sẽ. Rồi bây giờ mình đổi này vô nha. À, bên đây mình có các nấc cấp độ khác nhau. 1, 2, 4, 6, 8. Dạ. Người ta yêu cầu mình bật lên tốc độ 8 và nhấn lên tới 8. Thời gian còn lại 40 giây cho 1/2 đường cát vào, 1/2 40 giây đường cát nha. Ok. Hồi nãy là hơi lỏng luôn đúng không? Hôm nay sau này đi đọc bánh. Thì em đang làm hay chị đang làm mà em? Em giúp em. Ok. Chấp nhận, tại chị lên tiếng thôi, chứ không là em chết rồi. Là xem có rồi. Cho cái lòng trắng chín nó tan với lại cái sô-cô-la của mình. Cố gắng đánh đều nhưng mà đừng đánh nhiều quá. Đúng rồi, mình đánh nhiều quá cái bột của mình sẽ bị lỏng. Thành ra là nó sẽ không có phần lắm. Khó hả? Mấy cái làm bánh này khó thì luôn á. Chỉ cần sai một bước thôi là đi một dặm rồi. Rồi bắt đầu sau đó mình đổ vào khuôn rồi mình mang đi nướng. Từ nãy đến giờ mình thấy cái bước này em làm tốt nhất rồi đấy. Chỉ có đổ vỡ là em làm tốt thôi chứ em không làm được cái gì hết trơn nữa. Rồi bây giờ mình chờ bánh nào. Yeah. Em cảm giác từ nãy đến giờ em thật là thừa thãi ở đây. Trời ơi, em là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đúng không? Em không nhớ luôn á. Để em tự xử nha. Trang trí ở trên bánh. Xong mình sẽ rắc ở trên bánh của mình cho nó đẹp. Wow, nó là cánh hoa hồng thiệt đúng không chị? Đúng rồi. Ăn được không hả chị? Cái này cánh hoa hồng khô. Ăn được. Tất cả nguyên liệu của mình ở đây là ăn làm xong rồi. Một thiệt. Rồi được rồi. Anh, chị đó lên. Đúng rồi. Cảm giác nó ghê lắm. Không được. Chúng ta sẽ xem lại công thức từ đầu. Khi mà chúng ta lỡ bấm mà sai, không có gì đâu, bấm lại từ đầu thôi. Bấm một câu từ đầu. Còn không, nếu mà các bạn muốn sáng tạo hơn thì cứ tự làm các bước tiếp theo. Cái bánh nó không ra gì đâu. Ok. Đây là mình nhấn phút ha. Dạ. Một giây và đây giây. Giây là bên đây. Khi nào muốn reset về không thì mình nhấn hai này. Nó sẽ về không. Em thông minh rồi. Chúng ta sẽ có 1 phút 10 giây. Quay giống như lúc nãy là khi nào có hình chóp. Em sẽ kiểm tra game mà có hình chóp như lúc nãy là mình đã hoàn thành. Các bạn thấy rất là dễ, không có gì đâu mà khó. Chúng ta còn 3, 2, 1 giây. Nhưng mà không được á. Phải kiểm tra nha. Đúng rồi, phải kiểm tra. Hết thời gian cho mình phải kiểm tra để coi. Bây giờ chị sẽ hỗ trợ tụi em cách pha màu. Kem nhìn ngon nhờ. Ngon bằng anh không? Nữ thiên nhiên khách hàng các bạn ạ. Rất là yên tâm. Không có phẩm màu á. Đúng rồi, không có sử dụng màu. Đúng rồi.
cố gắng đánh nhẹ, đừng đánh mạnh tay quá. Nhìn của chị với của anh cũng giống nhau đó chứ. À, chị làm nhanh hơn anh nhiều luôn á. Chúng ta đến được bước tiếp theo chưa? Mình đến thao cắt bánh nha. Dạ. Mình đẩy nhẹ coi như vậy. À dạ, ok. Cái này là cái dụng cụ mà mình đo được. Đúng cái rồi. Tầm à. Oh. Cái lúc đánh chú ý là đừng có để cho nó chèn ra bên ngoài. Dạ. Chỉ nằm ở trên cái mặt bánh này. À dạ. Đó, mình làm mình chuyên nghiệp, mình xoay. Sao vậy? Thế nó đổ ra, nó rớt ra ngoài kìa. Chưa, em có phải... Em phải làm khó rồi bếp làm sao chứ. Không, em làm sao làm khó được, đó, đúng không? Bế em làm tiếp đi. À, ok. Hèn gì nãy với nó rồi, mình xong rồi đó. Mình úp ngược cái mặt bánh kia lên kìa. À, cho anh làm luôn đó, em lấy súng rồi. Gãy bánh. Sao mà gãy được? Sự chuyên nghiệp của đầu bếp 5 sao mà. Anh ơi, đưa lại mới bớt tiền luôn mà. Ủa, cái bánh bông lan vậy là tính tiền được chưa chị? Giờ mình chét kem lên thôi. À, à. Cách chét kem của mình như vậy. Mình sẽ chét hay lắm. Sao em chép đẹp quá tâm quá em. Thì đúng rồi, người ta đã chép đẹp, người ta mới là đầu bếp 5 sao. À thế à? Ông đầu bếp sao gửi? Ông đầu bếp sao gửi? Rồi, rớt này. Sao mà rớt? Là hoàn thành cái lớp rồi. Đúng rồi, hoàn thành. Trời ơi, người ta gọi cái này, người ta gọi là đẳng cấp. Này là đầu bếp năm sao nè, đâu lên đây đầu bếp sao gửi làm nè. Đó. Đó, làm đi. Người ta phải đo từng ly từng tí này. Trời ơi, mình thấp xuống xíu kìa. Sao, mọi người cứ yên tâm. Nói chung là ăn được gì? Đúng, anh Quỳnh quá đẹp. Anh Quỳnh rất là nam tính nha, dùng hồng cá sen á, hồng nhẹ nhàng á. Nhưng mà em thấy toàn chị bắt không à, anh bắt đâu có nè. Đâu toàn chị làm không à, em nói thiệt luôn á. À. Chơi đây nè, chơi đây nè. Này đúng không? Nhẹ à. Thôi. Tay nâng niu bánh một chút xíu. Ok. Lấy hết đi. Đây là cái cây đánh đều kem của mình. Mình sẽ sử dụng cái này để mình quay kem. Cách quay của mình là như vậy. Trời. Yeah. Một chiếc bánh là, mà từ tay ba con người. Giờ mình đến bắt bông kem nữa là không mình. Bắt bông kem, em cho anh bắt bông kem á. Đây em bắt thử một bông cho anh coi. Yeah. Hiện tại mình còn kem, mình cũng muốn trang trí ở xung quanh này luôn. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bánh chưa? Ở chưa nè. À, chúng ta bị thiếu cái sự rắc đẻ. Cái sự tinh hoa. Sự... Ê, có tiền kiếm. Dính dính lắm. Ấy. Ghê. Ghê, gọi là thần thái nè. Ghê như là thần thái. Em có cần phải lồng thêm tiếng âm thanh nó hơi bị sống động á. Hơi đẹp quá ha. Yeah, vậy là ngày hôm nay Việt Thi và anh Winner đã làm xong một chiếc bánh kem rồi. Thì đối với Việt Thi, chiếc bánh kem này có giá tiền là 280.000 thì thật sự là quá rẻ khi mà vừa tính là tiền không gian ở đây, xong rồi dụng cụ, nguyên liệu và mấy chị tận tình giúp đỡ tụi mình mà với một chiếc bánh giá 280 là quá rẻ. Yeah. Và đặc biệt là khi mà mọi người đến đây thì mọi người sẽ nhận được một cái sự quan tâm và kiểu như là hướng dẫn rất là tận tình từ các chị nhân viên, và đặc biệt là các chị rất là đáng yêu. Mọi thứ xung quanh đều rất là ok, khuôn viên, mọi thứ. Đúng không? Nói chung là ngày hôm nay Việt Thi và anh Winner đã có một trải nghiệm tuyệt vời với chiếc bánh kem đầu tiên. Yeah. Vậy là ngày hôm nay của anh Winner và Việt Thi đã kết thúc rồi. Yeah. Vậy là tập ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mọi người hãy nhớ like, share and subscribe kênh YouTube của Vi Hành Cùng Sao nhé. Bye. Khoan, chúng ta còn bước cuối cùng nữa. À, bây giờ. Rồi, cho nên mình tặng cái bánh này đó cho Amazon nha. À, trời ơi. Tới bây giờ hai đứa nó vẫn đang hiểu lầm sinh nhật từ tháng 12 là mới tháng 9 rồi mọi người. Nhưng mà không, nhưng mà hôm món quà sinh nhật rất là đặc biệt. Yeah. Bởi vì hai bé này nó tự tay làm bánh kem. Yeah. Cảm ơn mọi người đã đến với Vi Hành Cùng Sao. Xin chào. Bye.